đấy. Ngày xưa ra để xem được cấu tạo của xương khớp có hai phần. Chắc là chúng ta nhìn thấy cái phần màu hồng nhạt màu đấy này, sau đó có để vị trí nào? Bây giờ thì đây chính là bề mặt xương sai của phần lát xương, là sự sắp xếp của phần lá xương tạo thành bề mặt xương thành lát xương, được chưa? Thứ hai nữa là những cái khớp lớn không với nhau thì các bạn có thể chọn khớp này, người ta gọi là khớp tủy, và tủy ở đây là tủy tạo. Nhớ nhá, vậy thì ở trên cái bảng xương khớp chúng ta xem hai phần gồm có bề mặt xương này, có gì ạ? Khớp tủy. Ra đến cái bảng tiếp theo, cũng về mô xương, nhưng xương ở đây là xương tạo. đấy là về hệ thống hai bên để nhìn. Còn ở trên cái bản xương tạo, trên cái bản xương tạo thì tôi đi từ vị trí phía ngoài thì gồm có lại đây chính là màng xương, sau màng xương thì đấy là hệ thống cơ bản của cơ bản ngoài, rồi đến hệ thống cốt mà hệ thống hai bên. Trong hệ thống hai bên để nhìn thì gồm có hai phần, một là hệ thống trong hệ thống HME thì có hệ thống HME và hệ thống HME là những lá xương tiếp theo để có thể đi vào trong này. Đi vào trong này thì đây chính là cái gì ạ? Đây là cái gì ạ? Ống tủy. Tiếp theo là cho cơ bản. Trên cái bản này các bạn chỉ cần đâu là chung ra các bạn xem gì chúng ta xem cái đấy thôi nhá. Vâng, xem gì mà lát chúng ta xem chìm nhiên chúng ta chẳng biết gì đâu. Nó không thi không phải không cô? Vâng. Em đi gần ngoài không thi. Tiếp nào, chúng ta đến cái bản tiếp theo này ạ. Cái bản tiếp theo mà ba chị chúng ta đang quan sát đó là tiêu bản thần kinh. Thần kinh thì có một đặc điểm là hai cái tiêu bản của thần kinh ấy thì nó có cái màu vàng đâu. Chất chớm, sớm, ống trung tâm, kính, ở giải phẫu thì là ống tâm tủy đúng không ạ? Như sao thì đây chính là ống tủy, được chưa? Đây là một, được chưa? Tiếp tục này, xác định được chất xám rồi thì chúng ta phải xác định đây là phần trước, đây là phần sau. Chúng ta dựa vào hình dạng, được chưa? Thứ hai là chúng ta phải dựa vào cái gì ạ? Đó là những cái gì ạ? Trên đầu chị đây là thân neuron và sao? Thân neuron đa cực. Thân neuron đa cực. Ngoài những cái thân neuron đa cực thì sao ra thì còn có những cái sợi thần kinh. Để bốn người để các anh chị chúng ta quan sát nhé. Các nhìn thấy cái phần nâu đậm màu ấy ạ. Đấy là sợi thần kinh. Sợi thần kinh. Sợi thần kinh. Toran, toran. Sợi chằn này. Không mặc quần áo. Chất trắng thì cấu tạo nên bởi bởi cái gì ạ? Bởi đây chính là các sợi thần kinh có myelin. Đây chính là những sợi thần kinh có myelin. Chúng ta sẽ đi xem những sợi thần kinh có myelin ở phương pháp điều HE thông thường để chúng ta nhìn rõ hơn cái cấu tạo của sợi thần kinh có myelin. Đây là cái bản thể sống ở phương pháp điều HE thông thường đây. Chúng ta sẽ đi vào xem cấu tạo của những sợi thần kinh có myelin. Tôi để vật ký 40 này.
sẽ đi tìm một cái sợi thần kinh có miên linh nào điển hình để ta quan sát nhé. Một sợi thần kinh có miên linh điển hình ấy, nó có thể có thể còn khoảng sáng bao anh chụp thì đã hoàn thành.